Ok, chào mấy ông, chào mừng mấy ông đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Thì mấy ông có bao giờ mấy ông nghe cái clean có tên là Follow Rat không mấy ông? Thì chắc chắn là từ đó tới giờ khi mà mấy bạn sử dụng cái clean trên điện thoại thì mấy bạn chỉ biết là có cái Follow Show thôi, làm gì có cái Follow Rat đúng không? Thì ngày hôm nay á thì nói chung á là trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản clean Follow Show V, nói chung là giờ V nhiều quá mọi người ạ. Thì mình sẽ đặt cái bản này là V70 đi ha. Thì lý do tại sao mình lại chia sẻ cái bản này cho tất cả các bạn thì thật sự á, là mình có một cái ông anh làm trong cái team Follow Show của mọi người đó, làm trong cái team Follow Show ấy, thì đây là cái bản mà đang được cái Follow Show thử nghiệm luôn nha mọi người đó. Cái bản này thì đang được Follow Show thử nghiệm, thì chính vì thế là do là mình quen cái ông anh đó thì bởi vậy là ông anh đó có chia sẻ cho mình để có thể dùng thử cho tất cả các bạn xem. Thì chắc chắn rồi, do đây là cái bản đang thử nghiệm của cái Follow Show á, thì bởi vì vậy là chúng ta sẽ được bỏ qua một cái thứ, đó là không cần phải ghép cây mọi người đấy. Mọi người thấy nó ngon không? Thì bạn nào á mà đang sợ cái tình trạng là ghép cây không được này, cũng như á là không biết là nên sử dụng cái bản nào, thì mấy bạn có thể thử cái bản này. Tại vì cái bản này thì nó có rất là nhiều cái yếu tố cho mấy bạn sử dụng luôn. Cái thứ nhất á, mặc dù đây là cái phiên bản Follow Show thường, nhưng mà nó được tích hợp luôn cái phông chữ MaRap nha mọi người. Và đặc biệt á, là lý do tại sao mà nó là Follow Show thường mà nó lại được tích hợp cái phông chữ MaRap, lý do là đây là cái bản thử nghiệm từ nhà Follow Show, cũng như là cái bản này thì đã được tối ưu để phù hợp hết tất cả các máy luôn, từ những cái máy cấu hình yếu cho tới các máy cấu hình cao luôn nha mọi người. Và đối với lại cái bản này á, thì cái tỷ lệ phần trăm mà khi mà mọi người sử dụng bị reset cũng như là bị văng á, thì nó sẽ rất là ít luôn mọi người ạ, hầu như là chưa tới 1% luôn đó. Đổi lại thì chúng ta sẽ có được cái phông chữ của MaRap này, thì có rất là nhiều bạn kêu mình làm nè, với lại á, là chúng ta sẽ không cần phải gắt cây đó, mọi người tải về mọi người vào mọi người sử dụng luôn, tránh cái tình trạng là không có thể đợi gắt cây được nha mọi người. Thì cái bản này á, thì nó chỉ có dung lượng là khoảng 120 mb thôi mọi người ạ, 120-30 gì ấy mình cũng không nhớ rõ nữa đó. Thì bởi vậy là mình mới tiến hành mình review chia sẻ đó cho tất cả các bạn. Thì bạn nào mà muốn dùng thì có thể tải về dùng ha. Đó. Rồi thì nếu mà bạn nào mà muốn cái phông chữ bình thường thì các bạn có thể sử dụng cái phiên bản V68, tại vì V68 là phiên bản phông chữ bình thường. Còn cái V70 này là phiên bản phông chữ MaRap không cần ghép cây ha. Đó. Rồi thì ở đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy thử một cái menu farm cho mọi người xem trên cái Follow Show này nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì ở đây là mình đã mở thử một cái phiên bản menu farm lên rồi. Thì cái bản này là mình đã từng chia sẻ trên cái kênh của mình rồi đó. Thì mọi người có thể thấy khi mà mọi người sử dụng bằng cái phông chữ MaRap thì tất cả những cái phiên bản menu thì nó cũng đều phông chữ MaRap theo luôn nha mọi người. Rồi thì ở đây bây giờ mình test luôn cho mọi người xem nè, coi coi là nó có hoạt động được ở trên cái Follow Show này không ha. Đó, thì đây là cái bản đang được thử nghiệm của cái Follow Team nha mọi người. Thì giờ mình mới vừa có được là mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn luôn. Đó, là bản thường nhưng mà đặc biệt là có luôn cái chức năng là phông chữ MaRap và không cần phải dắt chay ha. Đấy. Rồi thì bạn nào muốn sử dụng thì mình sẽ để phía dưới ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã đón xem video. Bye bye mọi người.